Trời ơi, Paolo Manini, ai mời anh em ăn đêm bằng ăn siêu mùa MC cộng Nam. Mời anh em ăn đêm, à nhầm, ăn siêu mùa MC cộng 7. Xin phép được mời anh em ăn siêu, à, anh em ăn đêm, đây Lộp. rồi. Khó nhở, khó nhở, khó nhở, nhưng mà không sao, vẫn còn một cái thẻ làm lại. CR7MC, here Lộp. we không mồi. Lẹ mà ok, lẹ ok, ăn lẹ luôn cho em. Lộp. Lẹ luôn cộng một cho em. Làm thằng em Tấn Duy có gửi gắm cho anh Phúc một kèo Eto mùa LN. Thằng em Tấn Duy có gửi gắm cho anh Phúc một kèo Eto mùa LN. Thường thì kèo mở bát nó đen lắm. Thường kèo mở bát đen lắm. Thôi kèo mở bát không spray nhá. Hôm nay là nghiêm túc đập thẻ không spray. Đấy. Nhầm. Nhầm 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 nhầm, hôm nay là spray. Hôm nay là bất cứ kèo nào có thể làm lại đều spay hết, được chưa? Hôm nay đập thẻ bất cứ kèo nào có thể làm lại cũng spay hết. Và thằng em Tấn Duy có gửi gắm cho anh Phúc một kèo Eto LN. Đây rồi. Nope. Spay nhẹ cho thằng. Lần đầu spay thôi, có thể làm lại lần thứ hai để lại nhé. Không biết là liệu Excel Online chỉ lấy cái thẻ làm lại của thằng em thôi hay là lấy luôn cả phôi nhỉ? Nope. Eto. Ui giời ơi. Đấy rồi. Trước khi đập thẻ thì mình sẽ check cho thằng em cái đội hình này. Ôi, bây giờ là đội hình của thằng em đã gần như là full hết cộng 5 rồi. Chỉ còn đúng một con nữa thôi. Chỉ còn đúng một con Hoàng Đức này nữa thôi là chưa cộng 5. Còn thì liệu đội hình của thằng em có đẹp hay không đây? Câu trả lời sẽ được anh Phúc giải đáp ngay sau đây. Nguyễn Hoàng Đức, here Nope. we go. Đây rồi, con hàng cô beo này là con hàng của Thụy Sĩ, đúng không? Cái cờ này là cờ Thụy Sĩ nhỉ? Đúng không? Thụy Sĩ, ok, chính xác rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một con hàng cô beo 23 Toti. Có kẹp cộng 5 luôn, thì Nope. thằng em nó kêu để dành cho nó cái thẻ làm lại. Uầy, mình nhầm 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 nhầm. Không 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 không, thằng em nó kêu không dùng thẻ làm lại nhá, mình nhầm. Thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ có một con cô beo. Hiện tại thì jackpot lên mấy k rồi, lên 7k. Cứ từ từ vội, từ từ thôi, đừng vội. Thế là đâm thôi. Lúc này đã tạt rồi thì liệu cô beo này có Nope. lên hay không đây? Chúng ta sẽ có một con son mùa CC cộng 5 chỉ với 3 vạch. Đây rồi. Cảm ơn em rất nhiều vì cái cống hiến này. 50 tỷ. Đây rồi. Đây, và chúng ta sẽ có cái gì đây? Sẽ có một con Ewim Van der Sar mùa EBS. Như hôm nay mình cũng đã nói là ai có thể làm lại chúng ta sẽ spay. Đây rồi. Phải luôn Nope. cho thằng em. Giống quá ta. Giống OT nhờ, giống ô tô nhờ, giống OT thế nhờ. Van der Nope. Sar. Đây rồi. Chúng ta sẽ có một kèo Varan mùa Best of World Cup cộng 5. Trời ơi. Kèo mở bát tạt Van der Sar, tạt thì Varan này lên không? Varan này cũng không lên luôn. Trời ơi. Gà bảo là
cái mùa FPL này có nghĩa là mùa spotlight ấy, là gọi là những cầu thủ gọi là chiếm spotlight ấy, hoặc là nổi bật ở trong mùa ấy, cầu thủ trẻ nổi bật trong mùa hay là này nọ hay là cầu thủ nào nổi bật ấy. Nhưng mà theo như cái kinh nghiệm của mình, cái mùa FPL này cái ý nghĩa của nó sẽ là spray luôn. Ý nghĩa của mùa FPL là spray luôn. Thế thì chúng ta phải làm theo cái ý nghĩa của nó thôi, đó là spray luôn. Không sao, spray thêm phát nữa. Đây rồi, thằng em nó gửi cho mình con Cavazza, nó có nhắn nhủ là đập giùm em lên 5 đi ăn, em đập rớt 3 lần, em đập 3 lần nhưng rớt hết rồi. Giúp đỡ người khác, đó là việc ăn luôn làm. Đây rồi. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Top 4 người tôi tin tưởng. Đập kêu đâu cũng thì không biết là Phạm Thần Lương này có lên hay không. Spay cho thằng em luôn. Trời ơi. Nhưng mà không sao, cơ hội vẫn đến với chúng ta lần thứ hai. Đây rồi. Cuối cùng cũng có một con lên rồi. Hết mồi rồi, bây giờ chỉ có đơm nữa thôi. Thì mong là kèo Phan Văn Tài em này sẽ có một cái gì đấy. Here we go. Không có nhưng, không có nhưng, ba kèo lên được hai kèo là tuyệt vời rồi. Ok, đây rồi. Chúng ta sẽ có một con hàng Pogba mùa World Cup 22. Nãy giờ mồi thì cũng rất là ok rồi. Mồi ba con. Một con súng một là vô đâm Pogba, năm cho thằng em. Ok, cảm ơn em rất nhiều vì kèo đập thẻ này. Kèo này khó mà đúng không? Anh em nhìn vô anh em cũng biết khó mà đúng không? Riêng kèo nào chứ riêng kèo này thì anh em cũng biết khó mà. Nhờ. Đúng không nhỉ? Kèo nào chứ riêng kèo này chắc anh em cũng biết là khó rồi. Thằng em có gửi gắm cho mình một kèo Rodri mùa return địch cộng 5. Kèo này chắc là cống hiến thôi, vì căn bản là đập cộng 6 full vặt nó còn khó, chứ đừng bảo là đập cộng 6 chỉ có 3,5 vặt. Đó. Ok, cảm ơn em vì kèo này nhá. Nói chung là rất là khó rồi. Cảm ơn Hưng vì kèo này. Rodri returned cộng 6 cho thằng em. Đây rồi. Mở luôn cho thằng em nhé. Đầm. Theo Hernandez cộng 8 cho thằng em. Thường ấy đập cộng 6 full vặt chưa chắc đã lên. Đó. Đó. Bây giờ sao khi đi 3 vạt thì sao lên được nhờ? Đó. Nhưng mà sợ cái gì nhỉ? Nhưng mà chúng ta sợ cái gì nhỉ? Sợ cái gì nhỉ? Sợ không? Sợ với chúng tôi. Sợ với chúng tôi. Top 4 người tôi tin tưởng. Top 4 người tôi tin tưởng. Quan trọng là con heo này. Xin phép được mời anh em ăn tối bằng con heo hai bao tô ti. Quay luôn cho thằng em. Anh Huy ơi, cái thẻ làm lại là anh Huy bảo lên không? Cái thẻ làm lại là anh Huy bảo lên không? Cái thẻ làm lại là anh Huy bảo lên không? Trời. Heo hai ba tô ti. Here we go. Đây rồi. FC Online chỉ muốn lấy cái thẻ làm lại của thằng em thôi. Gờ lại bằng con Vazan. Gờ lại một con Vazan bắt tôi bắt cộng 5 cho thằng em. Gờ lại cho thằng em. Đây rồi. Không chạy đâu được hết. Chúng ta sẽ có một con Varan cộng 5 cho thằng em. Nam. Trời ơi.
Manini, ai cần. Ồ.